Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, Bắc Giang đâu ạ? Alo. Vâng, tôi đang nghe đây ạ. Alo, anh cho em xin lời khuyên tư vấn về cửa sổ tình yêu ạ. Vâng, bạn nói câu hỏi của mình đi. Câu hỏi của em là em nghe là ngày nào em cũng muốn thủ dâm, ngày thủ dâm có ngày đến 2 lần hoặc 3 lần, ít nhất là ngày có 1 lần. Bây giờ em muốn cai cái thủ dâm này thì phải làm nào? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay, em sinh năm 82, em năm nay 35 rồi ạ. Có vợ con gì chưa? Em có rồi ạ. Thế có quan hệ với vợ không? Em có, nhưng em đi làm, bây giờ em đi làm xa. À, đang đi làm xa. Vâng. Bạn quê ở Bắc Giang à? Thế làm ở đâu? Em đang làm ngoài Hà Nội ạ. À, thế à. Làm công việc gì ngoài Hà Nội thế? Mà lại rảnh rang lên thế? Làm giò chả. À, làm giò chả. Thế vâng. Mà vẫn có thời gian mà một ngày đến 3 lần thủ dâm? Vâng. Ồ, thế là vào những cái thời gian nào đấy? Tại vì... đang giã giò á? Buổi mới lại tầm trưa. Thế à? Tầm chiều tối ạ. À, thế à? Vâng. Thế bao lâu thì về thăm vợ một lần? Em thường thường 2-3 tháng mới về một lần ạ. Ồ, thế là cũng rất là bức xúc nhỉ? Vâng ạ. Chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Tôi chào bạn. Vâng, em chào chị ạ. Lúc đầu nghe câu chuyện của bạn, tôi đang hình dung ra là một cái cậu 16, 17 tuổi gì đó. Mới lớn, chưa còn rất là đang sung sức. Và đang chưa làm chủ được hành vi của mình. Thì người mới có những cái hành vi mà lạm dụng thủ dâm như vậy. Cái việc bạn thủ dâm một ngày tới 2 đến 3 lần và 7 ngày trong một tuần. Tất nhiên là tôi rất thông cảm với bạn, bởi vì bạn là người, chắc là người có nhu cầu khá là cao. Trong khi đó thì lại xa vợ. Tôi cũng chưa hiểu là tại sao từ Bắc Giang với Hà Nội mà lại có thể 2-3 tháng mới được về với nhà là một lần, là sao vậy? Tại vì em làm ngoài này công việc là nhiều cho nên em ít được về thăm lắm. Chỉ à? Nhà có công việc gì hay là lâu lâu mới được về thăm vợ, thăm con một lần ạ. À thế à, vợ có ý kiến gì không? Vợ em thì cũng thông cảm, trước thì em đi cho làm trong miền Nam thì em cũng cả năm về một lần ạ. Ừ. Tóm lại là cái hoàn cảnh của nhà bạn nó cũng rất là khó khăn nhỉ. Cái đời sống tình cảm nó cũng khó, cho nên là bạn chỉ biết là giải tỏa bức xúc bằng cái cách như vậy thôi, chứ cũng không dám là lạm dụng hay là phản bội vợ, đúng không? Chính vì thế mà nó khó. Không muốn đi linh tinh cho nên em có nhu cầu thì em tự thủ dâm ạ. Nhưng mà theo tôi thì thế này, thực ra bây giờ thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bạn, đúng không? Vâng. Bạn vẫn thấy bình thường, bởi vì bạn làm cái nghề cũng khá là nặng nhọc, cái nghề giã giò cho dù bằng máy đi chăng nữa thì hình như tôi cũng nhớ không nhầm cũng phải đứng rất là nhiều. Vâng. Đấy, cái sức lực của nó cũng rất là ảnh hưởng. Thế mà bây giờ thì nếu như mà bạn cảm thấy là nó có vấn đề, vì bạn chỉ lo sợ là nếu nhiều như thế thì sau này về thì không biết là nó có ảnh hưởng gì tới cái quan hệ với vợ không, đúng không? Vâng, mấy này em bảo chỉ sợ nó có hại gì đến sức khỏe không thì em muốn cai ạ. Trước mắt thì nên như thế là tốt. Đầu tiên phải là ý thức của bản thân mình. Năm nay bạn cũng đã khá lớn tuổi rồi, chứ cũng không phải là còn non nớt gì nữa. Cho nên là khi mà mình đã xác định được cái mục tiêu của mình thì tôi tin là bạn sẽ làm được. Cái thứ hai nữa là nó bước đầu nó cũng giống như là cái người ta nghiện một số thứ ấy, thì mình cai dần dần. Mình không bắt cơ thể mình nó bỏ một cách đột ngột nhá. Nhưng mà như ban nãy bạn đã nói với anh Văn ấy, những cái mà nó liên quan tới ban ngày thì bạn giảm nó đi. Đấy, ví dụ như là khi mà mình đi ngủ buổi trưa chẳng hạn, tranh thủ ngủ buổi trưa chợp mắt một tí thì không nên nằm một mình, tôi nói ví dụ như vậy. Hoặc là khi cảm thấy mình hay có những cái hành vi đụng chạm vào đấy, mình hay có những hành vi đụng chạm vào cái cơ quan sinh dục của mình, hoặc là mình hay nghĩ về chuyện đấy, thì trước mắt bạn nên thay đổi cái trạng thái của bạn ngay đi. Tự bạn biết được là lúc nào mà bạn muốn có nhu cầu là bạn biết mà. Mình có thể là mình đứng dậy mình đi ra ngoài, rửa mặt một cái đi cũng được, mùa hè có thể tắm một cái thật lạnh, nước lạnh đi cũng không vấn đề gì. Ví dụ thế, tức là mình thay đổi cái trạng thái của mình tại cái thời điểm đấy, nó cũng là một cái cách hướng cái suy nghĩ của bạn ra khỏi cái đó và bạn sẽ quên dần đi. Trước mắt cứ tất cả những cái gì liên quan tới ban ngày bạn hãy cai đi thì dần rồi nó sẽ được.
Buổi tối nếu như mà tốt thì thay vì sau khi dã dò một ngày rồi, buổi tối mình có thể chọn lấy một cái môn thể thao nào mà nó để cho nó cải thiện cái sức khỏe của mình ý. Ngày của em này ít được thời gian lắm, tại vì em làm đến 9-10 giờ tối rồi chị ạ. Thế à, 9-10 giờ tối rồi thế mà không mệt à? Thì lắm lúc em thủ dâm xong cũng cảm tưởng nó mệt, sáng thì dậy 4 giờ cảm tưởng nó cũng hoài. Nhưng tại vì nó quen rồi sao, cứ đến giờ đấy thì nó lại muốn ạ. Tôi nghĩ là bạn sẽ làm được. Bạn sẽ làm được bởi vì bạn rất quyết tâm. Vâng. Chứ cái này không có, cái này không có một cái thuốc nào để cai cái này cả. Hoàn toàn do ý thức của mình hết. Mình xác định được cái điều đấy thì mình sẽ làm được đấy. Bởi vì sao, tôi không có chê trách gì cái hành vi thủ dâm của bạn cả. Mình xa vợ như thế, mình nhu cầu mình rất là cao. Như thế còn tốt hơn rất nhiều là mình quan hệ với gái mại dâm hoặc là có những cái mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Thì nó vừa nguy hiểm, nó thiệt hại về kinh tế và nó cũng là rất nhiều những cái rủi ro. Cho nên là cái việc như thế này chỉ có điều mình điều tiết nó thôi nhá. Và giãn dần nó ra, tự mình sẽ làm được điều đấy mà. Nhá. Bạn đã nghe rõ rồi chứ? Chúc bạn có sức khỏe thật tốt nhá. Vâng, em xin cảm ơn chương trình ạ. Vâng, xin chào bạn.